Gà rán nguyên con của Imac bây giờ là dĩ vãng rồi. Tôi mới kiếm ra được một chỗ bán gà rán khổng lồ mà đảm bảo là chuẩn vị Đài Loan nhất ở cái đất Sài Gòn này. Ngay trung tâm quận 10 mà gần trường đại học kinh tế luôn. Đợt trước là quán này rầm rầm rộ rộ trên TikTok luôn mà bây giờ tôi mới có dịp qua ăn thử. Nghe nói là anh chủ quán này có chỉ bên Đài Loan, một lần đi qua Đài Loan thăm chị thì thấy món này nó lạ lạ nên là học theo rồi về Việt Nam làm lại cho hợp khẩu vị người Việt Nam nhất. Cái loại bột để chiên cái gà này cũng rất là đặc biệt nha, không có giống ở ngoài thị trường đâu. Trời ơi, mà một miếng gà nó to khổng lồ, nó to chà bá bự luôn mọi người ơi, nó bự hơn cả cái mặt của tôi nữa. Gà ở đây tuy là miếng rất là bự nhưng mà bên trong không hề bị khô nha mọi người ơi. Và tuy đây là thịt gà mềm nhưng mà ăn vô vẫn cảm nhận được có cái độ dai. Một miếng gà to chà bá luôn có 59 cành à. Phần bột bên ngoài mỏng và rất giòn. Bên trên có rắc thêm bột cajun, bột ớt ăn cay cay thơm thơm mà rất là đậm đà. Một điểm cộng cho quán là khi order tới đâu thì mới chiên gà tới đó. Nên là khi ra món gà còn nóng hôi hổi luôn. Phần này là gà tender sốt phô mai, một phần có giá là 59 cành. Gà có vỏ vàng giòn, bên trong mỏng nước, bên trên có rắc gia vị hơi cay cay nhẹ. Chấm cùng với sốt phô mai béo ngậy ăn siêu cuốn luôn. À mà tôi quên nữa, khi mọi người order một phần trên 150 cành thì sẽ được tặng thêm một bịch bánh que này nữa nha. Và ở đây là chỉ có duy nhất một tiệm này ở quận 10 thôi, không có chi nhánh thứ hai nha.